Lệ Quyên đi dép 14 triệu đồng giống Phượng Channel, Jennifer Phạm. Dạo phố Australia, Lệ Quyên chọn đôi dép sụp của Gucci vốn được nhiều người đẹp Việt yêu thích. Lệ Quyên khoe ảnh dạo phố Australia với nguyên cây Gucci gồm áo khoác và quần sóc họa tiết monogram. Bộ cánh được nữ ca sĩ phối với dép sụp màu trắng cùng thương hiệu. Đôi dép sụp này mới được Lệ Quyên sắm gần đây. Với phần đế cao khoảng 6cm, thiết kế giúp bạn gái Lâm Bảo Châu tăng gian, chiều cao. Với phong dáng dễ sử dụng, dép sụp giá 560 đô la Mỹ, gần 14 triệu đồng của nhà mốt Italy cũng được nhiều người đẹp Việt khác yêu thích. Hoa hậu Jennifer Phạm đi dép hàng hiệu trong một lần du lịch. Phượng Channel phối đôi sụp tiện lợi cùng set đồ Louis Vuitton và túi xách Channel. Mẫu dép cao su của Gucci cũng là món phụ kiện được đoàn Di Băng sử dụng nhiều lần, đặc biệt khi ra phố, sân bay. Bà mẹ ba con mix sụp cùng tất trắng giống Lệ Quyên. Dép sụp còn được đoàn Di Băng diện cùng quần jean khỏe khoắn. Dù tủ đồ có nhiều mẫu dép lê, đoàn Di Băng vẫn ưu ái mẫu dép giá hơn chục triệu đồng. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.